vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình dự báo kinh tế đầu tiên của năm Canh Tý 2020. Là tập đoàn fintech toàn cầu với 28 văn phòng trên 18 quốc gia, năm 2020 tới đây, Global Capital Group sẽ tiến xa hơn trong quá trình cung cấp dịch vụ trên quy mô toàn cầu, duy trì và tích hợp thêm những ngành nghề mới hướng vào những công nghệ cao hơn trong ngành công nghiệp fintech. Năm vừa qua cũng là cột mốc chính thức trở thành đối tác của câu lạc bộ Arsenal FC và sự sáp nhập của những thương hiệu giao dịch nổi tiếng như DKTrade và AKFS. Với kỳ vọng bắt đầu một thập kỷ đầy cơ hội và thách thức, Global Capital Group tự tin sẽ tiếp tục là một thương hiệu uy tín trong ngành fintech.